Vâng, Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác và toàn thể quý anh em nhé. Ngày hôm nay buổi sáng 22 tháng 10, Khang Minh lại tiếp tục đến nhà khách hàng. Hôm nay Khang Minh sang bên chỗ cầu Thanh Trì, đoạn cái cầu Phú Thụy, Gia Lâm, Hà Nội, để set up lại cho một khách hàng ngày xưa mua của Khang Minh cặp 4733X cách đây khoảng trên dưới 1 năm. Và cách đây khoảng 3-4 ngày thì em có điện thoại cho Khang Minh mô tả kể là anh phải sang mang đồ sang và set up cho em lại cái cặp loa này. Thì ngày xưa Khang Minh cung cấp cho em cặp loa thì các bác và anh em nhà em sang mua loa thì Khang Minh cũng không hỏi là về là em dùng vào cái thiết bị gì. Và đến sau gần 1 năm, trên dưới 1 năm, Khang Minh nhớ là ngày xưa khoảng độ tầm tháng 7, tháng 8 âm lịch, em sang Khang Minh và mua sắm ủng hộ Khang Minh cặp loa đó. Nhưng mà cũng không có làm rõ là em dùng vào cái mục đích và ca hát giải trí hay là nghe, hay là về em ghép với âm ly và cái thiết bị xử lý gì về âm thanh. Chỉ biết là em sang mua loa và Khang Minh cung cấp loa. Và hôm đó thì em còn mua thêm của Khang Minh một con 3600 nữa thì phải. Và mãi cho tới ngày hôm nay trên dưới 1 năm rồi em mới điện thoại. Thì Khang Minh hỏi là em bảo ô thế ngày xưa em mua loa về thì em dùng vào cái thiết bị gì xử lý cho cái cặp loa đấy. Em có kể là em vẫn dùng suốt với cái con vang cơ. Thì Khang Minh cảm thấy hơi bất ngờ. Thực sự là SR4733X mà các bác quý anh em mua về và dùng với vang cơ thì nó rất là phí phạm cái cặp loa. Và em có trao đổi với Khang Minh cách đây vài ngày về công việc rồi thì set up lại cái tiếng cho cái cặp loa khủng đó. Em có yêu cầu Khang Minh là em đầu tư thêm khoảng 10 mười mấy triệu nữa thì anh mang sang một con vang số này và một bộ micro, cái loại một đầu thu và hai tay micro, những cái dòng phân khúc tầm trung karaoke cao cấp một chút ở trên thị trường. Thì Khang Minh hôm nay mang một con vang AAP sang và một con đầu thu hai tay micro của AAP nữa và mấy cái dây jack sang để căn chỉnh lại, set lại cho em cái cặp loa 4733X để em chơi, em dùng. Hàng hóa cập nhật, hàng đi hàng về và khách hàng tới mua sắm và ủng hộ rồi thì những khách hàng yêu cầu Khang Minh đến căn chỉnh lại rồi thì sắp đặt lại vân vân. Công việc rất là nhiều. Các bác và quý anh em, mọi người có thể xem thêm nhiều các món đồ, các sản phẩm khác nhau trên kênh. Mỗi một ngày các bác thấy Khang Minh update khoảng 3 đến 4 video về hoạt động của cửa hàng, những cái đồ bị bãi tuyển chọn Khang Minh về liên tục và test sản phẩm đi, phải làm từ đầu đến cuối trước khi Khang Minh trao trả cho các bác và quý anh em đã tin tưởng mua sắm và ủng hộ Khang Minh những cái đồ mỹ cao cấp, hàng tuyển chọn mà dành cho mọi người giải trí, ca hát, biểu diễn, vân vân. Có lẽ Khang Minh sẽ gặp lại các bác quý anh em ở những cái giây phút tiếp theo khi mà Khang Minh đến với nhà khách hàng cách đây trên dưới 1 năm và chuẩn bị lại gặp lại em với cái cặp loa 4733X đẹp xuất sắc mà Khang Minh cung cấp cho em cách đây tầm này năm ngoái.
À, vâng, Khang Minh đã có mặt tại Kiêu Kỵ Gia Lâm. Ngày hôm nay Khang Minh gặp lại khách hàng mà em đã mua sắm ủng hộ Khang Minh trong cái năm trước, cách đây trên dưới một năm ở cái thời điểm tháng 7, tháng 8 này. Hôm nay Khang Minh xuống để thay thế cái con băng cơ mà em Ngại đã dùng suốt cho cái cặp 4733X mà mua của Khang Minh năm ngoái. Và con Crown 3600 vẫn nhớ năm ngoái em lên Khang Minh cùng với một số anh em mua ủng hộ Khang Minh những cái sản phẩm này. Và ngày hôm nay Khang Minh đem một con đây AAB, con này là HDS 4.9 và một bộ micro AAB M8 25 mã để cung cấp cho em thêm. Thì tất cả những cái thiết bị cũ ở đây em đã dùng và đã bỏ ra rồi. Và trước khi chuẩn bị về thì Khang Minh xin làm một cái đoạn video nhân tiện nghêu ngao một chút với cái cấu hình cái cặp loa, xem và ngắm lại cái cặp loa mà Khang Minh cung cấp cho em cách đây một năm. Nhìn thấy là hơi xót ruột một chút, bởi vì ông chủ là làm xây dựng mà ít khi để ý đến đồ đạc, cái đồ chơi của mình, cho nên là nó hơi bụi, nó hơi mốc cái e căng. Các bác thấy không, cần loa thì là đẹp xuất sắc đó, hai chiếc thì cái âm thanh Khang Minh cũng căn chỉnh, nó cũng khá là kỹ rồi. Và bây giờ là trên 1 giờ và Khang Minh xuống đây từ buổi sáng. Tiếp theo Khang Minh xin chân thành cảm ơn em đã tin tưởng ủng hộ những cái món đồ mà Khang Minh cung cấp. Cái bài này hôm nay về đến gần mới lại Như Quỳnh thì lại nhớ một cái khách hàng, cái bài Về Quê hát trên Khang Minh mà hôm nay về gần đến Hưng Yên, cho nên là Khang Minh hát tặng cái bài này. Các bác và quý anh em cùng nghe xem. Cho nên là cái nguồn nhạc thì sau đó em Ngại sẽ lấy từ đường quang xuống, từ tivi xuống cái con vang số này xong, và Khang Minh mở tạm từ cái iPad này ra. Làm bao giấc mơ tôi.
Chiều ngày hôm nay Khang Minh cũng có khách hàng hẹn và rất nhiều công việc. Qua video Khang Minh xin chân thành cảm ơn em Ngại nha. Bắt tay em một cái qua hình ảnh video. Chúc em cùng với lại cái công việc ông cai thầu xây dựng của mình luôn luôn phát triển thật là mạnh hơn. Rồi, hẹn gặp lại các bác và quý anh em ở những video kế tiếp.